Châu Phi lục địa rộng lớn với những sa mạc nắng cháy, thảo nguyên bát ngát và vô số loài động vật hoang dã kỳ thú là nơi sinh sống của những kẻ săn mồi đáng sợ. Từ sư tử, vị vua oai vệ của vùng thảo nguyên, đến báo cheetah, vị thần tốc độ, mỗi loài đều mang trong mình những kỹ năng săn mồi độc đáo, giúp chúng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng ẩn sâu trong lòng thảo nguyên còn tồn tại một loài động vật săn mồi bí ẩn, sở hữu hiệu suất săn mồi khủng khiếp và chiến lược độc đáo, đó chính là chó hoang châu Phi. Chó hoang châu Phi với bộ lông vằn vện độc đáo mang trong mình vẻ ngoài hoang dã và bí ẩn. Chúng là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái châu Phi, góp phần giữ cân bằng cho chuỗi thức ăn và tạo nên sự đa dạng sinh học cho vùng đất này. Khác với sư tử, với tỷ lệ săn mồi thành công chỉ khoảng 30%, hay báo cheetah với tỷ lệ là 20%, chó hoang châu Phi sở hữu hiệu suất săn mồi đáng kinh ngạc 90%. Chúng có thể hạ gục những con mồi to lớn với trọng lượng lên đến 300 kg, khiến chúng trở thành một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm và hiệu quả nhất trên vùng thảo nguyên. Bí mật thành công của chó hoang nằm ở chiến lược săn mồi độc đáo của chúng. Rượt đuổi kiệt sức, cả đàn sẽ cùng nhau theo đuổi con mồi trong một cuộc rượt đuổi căng thẳng với tốc độ kinh hoàng lên đến 60 km/h và duy trì trong vài km. Những con chó như những chiếc máy chạy tiếp sức thay phiên nhau đuổi theo con mồi cho đến khi nạn nhân kiệt sức. Lúc này, cả đàn như một cơn lốc tấn công và xé xác nạn nhân. Hàm răng ngắn của chó hoang châu Phi là hạn chế của chúng. Chúng không thể tự hạ gục con mồi ngay lập tức bằng một cú cắn như sư tử. Vì thế, chiến lược rượt đuổi đến kiệt sức là cách thức săn mồi hiệu quả nhất, giúp chó hoang khuất phục những con mồi to lớn. Chó hoang châu Phi có khả năng săn bắt những con mồi khủng như ngựa vằn trưởng thành, trâu nhỏ hay thậm chí là trâu rừng trưởng thành nặng hơn 1 tấn. Trâu rừng với cơ thể khổng lồ và sức mạnh phi thường luôn được biết đến với tính cách hung dữ và dũng cảm. Một con trâu rừng trưởng thành có thể nặng hơn 1 tấn và có khả năng chống trả cuộc tấn công của cả sư tử. Chúng tập trung thành đàn, bảo vệ nhau và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào. Đối với chó hoang, trâu rừng trưởng thành là một kẻ thù đáng gờm. Tuy nhiên, không phải mọi loài động vật đều là con mồi dễ dàng cho chó hoang. Những con nghé con trong bầy trâu rừng lại là con mồi lý tưởng cho chó hoang. Chó hoang có thể tiếp cận đàn trâu dễ dàng và tách riêng những con nghé nhỏ yếu bằng tốc độ và sự nhanh nhẹn. Linh dương đầu bò với khối lượng cơ thể lên tới 300 kg cũng là mục tiêu săn đuổi của chó hoang. Chúng tạo ra sự hỗn loạn trong bầy linh dương, rượt đuổi cho đến khi nạn nhân kiệt sức và cuối cùng xé xác nó. Những con lợn của hầu với khả năng tự vệ tốt và trọng lượng lên tới 100 kg cũng thường trở thành nạn nhân của chó hoang. Tuy nhiên, lợn Warhol không phải là con mồi dễ dàng. Chúng sở hữu những chiếc răng nanh nhọn và sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Bên cạnh những con mồi, chó hoang châu Phi cũng phải đối mặt với những kẻ thù cạnh tranh khắc nghiệt. Sư tử, vua rừng xanh, luôn là mối đe dọa lớn nhất cho chó hoang châu Phi. Sư tử thường cướp mồi của chó hoang hoặc thậm chí giết chết lũ chó để loại bỏ đối thủ. Chó hoang cũng có thể giết chết sư tử bị thương hoặc sư tử còn yếu ớt. Nhưng việc đối đầu với một sư tử trưởng thành là rất nguy hiểm. Linh cầu đốm với cơ thể khỏe khoắn và hàm răng mạnh cũng là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm cho chó hoang. Chúng thường cướp mồi của chó hoang hoặc giết chết những con chó hoang bị bỏ lại bơ vơ. Câu chuyện về chó hoang Solo là một minh chứng cho sự phức tạp và bí ẩn của thế giới hoang dã. Solo sống độc lập trong một thời gian dài và sau đó nó tạo ra một bầy đàn bất thường bao gồm chó hoang, linh cẩu đốm và chó rừng lông đen. Sự kiện này khiến các nhà nghiên cứu phải bàng hoàng và mở ra những câu hỏi mới về sự phân bổ vai trò trong thế giới hoang dã. Liệu sự hợp tác giữa những loài động vật ăn thịt khác nhau có thể đem lại lợi ích cho sự sinh tồn của chúng hay không? Chó hoang châu Phi với những chiến lược độc đáo và hiệu suất săn mồi phi thường là một minh chứng cho sự phức tạp và sự bí ẩn của thế giới hoang dã. Chúng là nhân chứng cho sự kiên cường và sự thông minh của sinh vật hoang dã. Tuy nhiên, chó hoang châu Phi đang phải đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng từ con người. Sự phát triển của nông nghiệp, sự mất môi trường sống và sự săn bắn bất hợp pháp đang làm giảm số lượng của chó hoang. Sự phát triển của nông nghiệp, đô thị hóa và các hoạt động của con người đang làm hẹp môi trường sống của chó hoang châu Phi. Chúng bị ép phải di chuyển đến những vùng đất khắc nghiệt hơn và thiếu thốn thức ăn. Chó hoang châu Phi cũng là nạn nhân của sự săn bắt bất hợp pháp để lấy da, xương và thịt. Sự tiếp xúc của con người cũng mang đến những bệnh tật mới cho chó hoang, làm giảm sức khỏe và khả năng sinh sản của chúng. Để bảo vệ loài động vật tuyệt vời này khỏi sự tuyệt chủng, chúng ta cần có những biện pháp bảo vệ kịp thời. Tăng cường bảo vệ môi trường sống, phải có những biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường sống của chó hoang, như lập khu bảo tồn, giảm tác động của con người vào thảo nguyên. Ngăn chặn săn bắt bất hợp pháp, phải có những biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn săn bắt bất hợp pháp chó hoang. Nâng cao nhận thức
cần phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân về vai trò quan trọng của chó hoang trong hệ sinh thái và ý thức bảo vệ loài vật này. Hỗ trợ nghiên cứu, cần có sự hỗ trợ cho các nghiên cứu về sinh thái và hành vi của chó hoang để có những biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn. Chó hoang châu Phi, cái săn mồi bí ẩn với hiệu suất khủng khiếp và chiến lược độc đáo là phần quan trọng trong hệ sinh thái của châu Phi. Chúng là nhân chứng cho sự kiên cường và thông minh của sinh vật hoang dã. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ loài động vật tuyệt vời này khỏi sự đe dọa của con người, để hệ sinh thái châu Phi vẫn giữ được sự đa dạng và mỹ lệ của nó. Hãy cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và loài động vật hoang dã để thế hệ mai sau vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng sự tuyệt vời của chó hoang châu Phi. Đây là 20 sai lầm khó đỡ nhất trong thể thao được camera vô tình quay lại. Jonathan Villa trong màn cố gắng ghi điểm cho đội của mình. Jonathan Villa đã có cú trượt dài khiến nhiều người khó hiểu, nhưng kết quả của hành động này là anh có màn hôn mông đi vào huyền thoại. Thủ môn, anh chàng thủ môn này đã rất xuất sắc khi bắt thành công cú sút phạt của đối thủ. Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta còn ở phía sau, và sai lầm của người thủ môn này thật sự đã khiến nhiều người hâm mộ phải cạn lời khi anh ta thực hiện cú ném bóng lên nhưng lại ném ngay đầu một cầu thủ của đội bạn, để rồi quả bóng bị bật ngược lại và bay vào lưới nhà. Và lập công này theo các bạn là của ai? Bóng rổ. Camera đã vô tình ghi lại được quả ăn mừng khiến họa mi của vị trọng tài trong trận bóng phải ngừng hót. Sau khi ném bóng vào rổ, anh chàng vận động viên đã có màn ăn mừng bằng một cú đấm tay quen thuộc, nhưng vô ý cú đấm đó lại rơi vào ngay chú chim họa mi của trọng tài. Cầu thủ, mọi sự nỗ lực của đồng đội và bản thân tưởng chừng sẽ đem đến một cái kết có hậu, thế nhưng anh chàng cầu thủ này đã phạm phải sai lầm rất khó đỡ khi sút bóng vượt quá khung thành. Đây có lẽ sẽ trở thành trận đấu đầy nuối tiếc nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. CR7 Ronaldo. Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới với vô vàn bàn thắng. Mặc dù vậy, đôi lúc CR7 cũng có mắc phải những sai lầm như trong tình huống này. Đối diện với đối thủ, anh đảo chân rất thuần thục. Tuy nhiên, một lỗi sai kỹ thuật khiến bóng đi hết biên. Các bạn có thấy Ronaldo thích đảo bóng hay không? Dù rằng nhiều lúc anh đảo bóng ra khỏi biên luôn. Đánh bia, các bạn có cảm thấy có gì đó sai sai ở màn đánh bia này không? Tại sao quả bóng đánh ra không đẩy quả bóng kia xuống lỗ mà lại nhảy qua quả bóng kia để rồi rơi vào lỗ? Theo bạn là do kỹ thuật của anh ta cực đỉnh hay là anh chàng này đã bị đồng bọn chơi khăm? Tiếp tục, đó là Matuk. Một sai lầm rất khó đỡ đã được camera ghi lại trong trận đấu bóng chạy này. Sau cú phát bóng của đối thủ, Matuk đã có pha xử lý bóng khó hiểu. Thay vì chạy lại và chụp bóng, nhiều người xem nghĩ sẽ rất dễ dàng, anh chàng lại nhảy lên làm gì không biết, để tay vượt quá đường rơi của bóng và chụp hụt mất. Mọi sự hối hận lúc này đều đã quá muộn. Ramos. Chuyện hy hữu xảy ra trong cuộc diễu hành của đội bóng mừng thắng lợi tại thành phố Madrid. Sergio Ramos trong lúc quá hưng phấn đã lỡ tay làm rơi cả chiếc cúp quý giá từ trên thành xe xuống đất. Do đám đông náo nhiệt và sự việc xảy ra rất bất ngờ nên người lái xe không thể phanh kịp khi chiếc cúp rơi vào đúng tầm xe đang đi di chuyển, và hậu quả thì chắc chắn ai cũng có thể tưởng tượng ra, đúng không nào? Một diễn biến khác, trong khi các cầu thủ Man City quá vui mừng trước chiến thắng đã khiến chiếc cúp chưa cầm đến tay đã phải rơi khỏi bục do bị chen lấn, nhưng rất may mắn nó vẫn còn nguyên vẹn. Trượt băng nghệ thuật, dù đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải bó tay với những diễn biến bất ngờ như cặp đôi trượt băng nghệ thuật này. Sau một động tác xoay người, tóc của cô gái đã vướng vào áo của vận động viên nam. Sau một lúc xoay sở, họ mới tiếp tục được phần biểu diễn thi đấu của mình. Thể dục dụng cụ, do thiết bị gặp sự cố mà cú nhảy xa của vận động viên nam này đã hạ cánh ngay bàn của ban giám khảo và làm ngỡ ngàng rất nhiều người xem ở đó. Theo bạn, cú nhảy này thất bại hay sẽ giành chiến thắng? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Sabine Lisicki, các bạn có hay sợ những chú rán dễ thương hay không? Và khi đối mặt với tiểu cường dễ thương này, liệu cách xử lý của bạn có giống với cách xử lý con rán một cách nhanh gọn lẹ của cô gái nhặt bóng này không? Cô ấy đã khiến vận động viên đứng gần phải rất bất ngờ, và khán giả thì được fan hot team bởi hành động có phần hơi bạo lực của cô nàng. Đua xe. Trong các cuộc đua xe, chúng ta không lạ gì với các tình huống xe bị hư hỏng, xe trượt ra khỏi đường đua hay những chiếc xe mất tay lái tông nhau. Chứ còn cái kiểu xếp chồng lên nhau thế này thì chắc chỉ có trong các bộ phim hành động các bạn nhỉ. Tiếp theo đó chính là biểu diễn bóng rổ. Như chúng ta đã biết, bóng rổ không chỉ đã được thi đấu mà còn được dùng để biểu diễn. Những màn biểu diễn bóng rổ thì phải nói là không chê vào đâu được. Thậm chí là các tình huống sai lầm, cũng như chàng thiếu niên này không chỉ ném bóng vào rổ, anh chàng còn chui tọt qua rổ bóng một cách bất ngờ, khiến người xem đều thích thú. Một tình huống sai lầm khó đỡ khác cũng được camera vô tình ghi lại trong một buổi phỏng vấn với nữ cầu thủ Medema. Khi phóng viên hỏi bạn có người yêu chưa, cô nói có, và phóng viên tiếp tục hỏi cô đó là một chàng trai hư hay là một chàng rể lý tưởng, và câu trả lời của cô ấy đã khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Cô nói đó nên là một cô con dâu lý tưởng, xem bóng rổ cùng bạn gái còn gì hạnh phúc hơn khi được xem môn thể thao mình yêu thích cùng với người mình yêu. Thế nhưng cho dù có mê cái gì thì chẳng nữa,
Nhưng đừng quên người yêu mình nhé các bạn. Đừng để mình phải rơi vào tình huống như cặp đôi này. Người phụ nữ đã hôn người đàn ông bên cạnh mình sau khi bạn trai của cô từ chối hôn cô do bận rộn với việc uống bia. Giống như đây là lần uống rượu cuối cùng của anh ấy trên trái đất vậy. Khi nhìn thấy bạn gái hôn người lại bên cạnh, anh ta thực sự tức giận và đi ra khỏi chỗ ngồi. Trong khi ở một diễn biến khác, khi bị người yêu lơ đi vì yêu cầu về một nụ hôn, cô gái đánh luôn chàng trai rồi bỏ đi. Không biết có bạn nào đã rơi vào tình cảnh này chưa nhỉ? Tiếp tục, chèo thuyền. Chèo thuyền thì phải chèo bên ngoài chứ. Cuộc đua vẫn chưa kết thúc, sao đội thuyền này lại vào bờ? Thật là một sai lầm khó đỡ phải không nào các bạn? Tiếp theo, vận động viên khuyết tật giành chiến thắng cho cuộc thi bắn cung bằng chân. Vận động viên khuyết tật này đã khiến nhiều người phải nể phục khi được vinh danh. Nhưng các bạn có thắc mắc không? Là không hiểu sao lúc trao huy chương, người trao lại đưa tay ra để bắt tay với người động viên khuyết tật như vậy. Theo bạn, vì sao người trao huy chương lại có hành động khó hiểu này? Còn ong, các cô nàng luôn gan lì trong thi đấu để giành thành tích cao nhất, thế nhưng lại phải bỏ chạy và nháo nhào vì một con ong. Thật đúng là một khoảnh khắc đáng nhớ của buổi trao huy chương. Federer, bạn nào là fan của môn thể thao tennis và vận động viên quần vợt Federer thì hãy comment bên dưới nhé. Federer chính là một huyền thoại vĩ đại nhất trên sân tennis. Rất hiếm khi chúng ta thấy anh ấy mắc phải những sai lầm. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Anh không bị hạ gục bởi các đối thủ nặng ký của mình, nhưng lại bị đánh bại bởi cậu bé vô danh tiểu tốt. Trong tình huống ngại ngùng này, thì Federer chỉ biết cười trừ chứ biết sao giờ.